Chào các bạn, nếu các bạn có theo dõi về những nội dung cập nhật tính năng mới trên phần mềm Inventor mà OneKey Việt Nam đã hiện trước đây, thì chắc hẳn bạn cũng đã biết tới khái niệm mà được Autodesk trang bị từ phần mềm Inventor 2022 trở đi, đó chính là Model Stay. Tuy nhiên, một vài người dùng vẫn cảm thấy lạ lẫm với tính năng này. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu sâu hơn về công cụ này và những trường hợp cụ thể chúng ta có thể sử dụng nó. Và mình là Phi, hỗ trợ kỹ thuật đến từ OneKey Việt Nam. Model Stay là một cách tiếp cận hoàn toàn mới trong việc biểu diễn và quản lý các thiết kế trong phần mềm Autodesk Inventor. Trước đây, để biểu diễn nhiều phương án thiết kế thì người dùng cần phải tạo và quản lý nhiều file thiết kế riêng biệt. Với Model Stay thì tất cả các phương án thiết kế sẽ tồn tại trong một file duy nhất, giúp tiết kiệm được thời gian, giảm bớt được các quy trình phức tạp. Hiểu một cách đơn giản thì Model Stay cho phép bạn tạo ra nhiều hình thái khác nhau của một file chi tiết bạn hoặc là một bộ lắp assembly ngay trong chính file đó mà không cần phải tạo thêm nhiều file khác. Ngoài các công cụ tạo ra các phiên bản thiết kế thì Model Stay còn hỗ trợ người dùng tạo ra các phiên bản cho mục đích mô phỏng và phân tích lực. Thêm vào đó, bạn cũng có thể sử dụng Model Stay kết hợp với Simplify để tạo ra các phiên bản đơn giản hơn của mô hình. Và trước đây, OneKey Việt Nam đã thực hiện một video nói về công cụ Simplify. Các bạn có thể ghé qua để tìm hiểu thêm thông tin về tính năng này. Có một điều mình cần lưu ý đối với mọi người, đó chính là Model Stay khi sử dụng trong môi trường assembly sẽ thay thế cho tính năng trước đó, chính là level detail. Tuy nhiên, về cách thiết lập cũng như sử dụng sẽ không có gì khác biệt so với level detail. Nhìn qua công dụng của Model Stay thì chắc hẳn nhiều bạn sẽ liên tưởng đến một tính năng tương đồng trong Inventor, đó chính là iPad. Và sau đây mình sẽ gửi đến các bạn một vài cái điểm khác nhau của hai tính năng này. Đầu tiên, đó chính là về phạm vi hoạt động. Model Stay dùng để biểu diễn nhiều trạng thái của một chi tiết bạc hoặc là một file assembly lớn. Trong khi đó, iPad tập trung vào việc tạo nhiều biến thể của một file bạc. Tiếp theo, đó chính là về quy trình làm việc. Với Model Stay thì người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các phiên bản thiết kế khác nhau vì đó được lưu trữ trong cùng một tệp, cùng một file thiết kế, giúp tiết kiệm được thời gian cũng như là giảm bớt các quy trình phức tạp. Còn với iPad thì nó được tạo ra từ một file gốc nên người dùng khi sử dụng tính năng này sẽ phải cần một ít thời gian để chuyển đổi hoặc là luân chuyển giữa các file thiết kế. Và có một điều đặc biệt là người dùng có thể link Model Stay của file bạc trong assembly để tạo ra nhiều hình thái khác nhau của file assembly. Đây là điều khác biệt so với level ở detail trước đây, vì level detail chỉ hỗ trợ link level detail của các sub-assembly trong assembly tổng. Điều này cho phép người dùng có thể tận dụng được sức mạnh liên kết giữa Model Stay của file bạc và assembly. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo Model Stay trên phần mềm Autodesk Inventor. Đầu tiên, đó chính là khởi tạo Model Stay. Trong hang Model Browser, bạn nhấn chuột phải vào hư mục Model Stay và chọn New. Hoặc bạn có thể sao chép một Model Stay đã có sẵn bằng cách chuột phải và chọn Copy. Ở trạng thái mặc định thì Model Stay mới sẽ được tạo dựa trên Model Stay Master và Model Stay mới sẽ được kích hoạt ngay lập tức sau khi tạo. Và tiếp theo, bạn có thể thực hiện một vài các thay đổi về Model Stay sau đây. Đầu tiên, đó chính là ẩn hoặc là hiện các feature có trong Model Stay. Tiếp theo đó chính là về chỉnh sửa các iProperty cho các Model Stay mà bạn muốn thay đổi. Ngoài ra thì bạn cũng có thể gán các vật liệu cho các thiết kế mà bạn muốn. Và cuối cùng đó là chỉnh sửa các hàm số để tạo ra các cấu hình mà bạn cần để sử dụng cho các mục đích về sau. Và để thay đổi tên của Model Stay thì bạn chỉ cần nhấp chuột hai lần vào cấu hình bạn muốn thay đổi. Sau đó bạn có thể nhập tên mới cho chúng. Sau khi bạn đã tạo các Model Stay để dễ dàng trong việc quản lý và điều chỉnh các hàm số cấu hình thì bạn có thể nhấp chuột phải vào hư mục Model Stay và chọn tính năng Edit via Spreadsheet để chuyển sang phần mềm Excel. Giờ đây, bạn có thể linh hoạt điều chỉnh các kích thước mà bạn cần thay đổi. Sau đó, bạn chỉ cần tắt file Excel thì các thay đổi của bạn sẽ được cập nhật trên phần mềm Inventor. Với nội dung có trong video thì bạn cũng có thể dễ dàng nhìn thấy Model Stay trong Autodesk Inventor thật sự là một bước tiến lớn. Tính năng này cho phép bạn lưu trữ và quản lý nhiều phiên bản thiết kế trong một tệp duy nhất, giúp tiết kiệm được thời gian. Ngoài ra, nó còn giúp cho quá trình thiết kế trở nên linh hoạt và hiệu quả hơn. Nếu như bạn có thắc mắc về những nội dung có trong video hoặc là những vấn đề khác liên quan đến các giải pháp của Autodesk thì hãy để lại câu hỏi dưới phần bình luận. Đội ngũ OneKey Việt Nam sẽ hỗ trợ bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại trong nội dung tiếp theo.